Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, TTV11, FM, tần số 103.1 MHz. Kênh thông tin chính thống, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, liên tục gửi đến quý khán thính giả gần xa. Chất lượng hình ảnh cao, nội dung chương trình phong phú, đa dạng, đa ngành, đa lĩnh vực, cụ thể như chính trị, kinh tế, xã hội, chính sách, pháp luật, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, quốc phòng an ninh, tam nông, chuyển đổi số, cải cách hành chính, an sinh xã hội, du lịch. Chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phản ánh đậm nét chân thực hơi thở của cuộc sống, là dịp cầu nối liền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các định hướng phát triển của địa phương đến với người dân, đồng thời cổ vũ lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội, vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, nhà nước, vừa là diễn đàn của nhân dân thông qua các chương trình chuyên mục được phát sóng trên kênh TTV11 xuyên suốt 24/24 giờ. Kênh FM tần số 103.1 MHz, 18/24 giờ. Giữa đội ngũ phát thanh viên trẻ trung năng động, phong cách hiện đại, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên chuyên nghiệp, sáng tạo và khát khao cống hiến, chủ động tác nghiệp trên mọi mặt trận nhằm đưa tin nóng kịp thời đến quý khán thính giả. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh ngày một nâng cao chất lượng sản xuất các chương trình chuẩn phát sóng HD, và đặc biệt là việc sản xuất 5 bản tin truyền hình trực tiếp trong ngày trên kênh TTV11, như góc nhìn toàn cảnh ngày mới trong chương trình Tây Ninh ngày mới lúc 6:30, bản tin sáng lúc 9:30 với các thông tin trong nước và thế giới mới nhất, bản tin trưa lúc 11:30 là tin tức nổi bật trong tỉnh, trong nước và thế giới, bản tin chiều phát sóng vào lúc 16:30 cập nhật những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong nước và thế giới. Chương trình thời sự lúc 18:30 truyền tải đến quý khán giả đầy đủ những thông tin về các hoạt động của tỉnh nhà. Bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23:00 với những thông tin nổi bật trên địa bàn tỉnh, trong nước và trên thế giới. Đồng hành cùng quý thính giả gần xa, không thể không nhắc đến kênh FM tần số 103.1 MHz với 3 bản tin phát thanh trực tiếp hàng ngày. Bản tin sáng lúc 7:00. Bản tin trưa lúc 11:30. Chương trình thời sự chiều lúc 17:00. Bên cạnh những thông tin chính luận, các chương trình khoa giáo, TTV11 còn là kênh giải trí hấp dẫn dành cho quý khán giả. Nhiều chương trình talk show, game show, truyền hình thực tế nổi bật. Vào khung giờ phát sóng quen thuộc lúc 21:05 và phát lại vào lúc 10:50 hôm sau. Thứ hai, bạn muốn hẹn hò. Thứ ba, vợ chồng son. Thứ tư, biệt đội X6. Thứ năm, mẹ chồng nàng dâu. Thứ sáu, du lịch kỳ thủ. Thứ bảy, cha con hợp sức. Talk show Hạnh phúc ở đâu phát sóng lúc 20:05 thứ bảy hàng tuần. Chương trình Thấu lý thẩm tình phát sóng mỗi ngày vào lúc 8:20 và 13:30. Hay, hấp dẫn, lôi cuốn, thú vị là những nhận xét từ quý khán giả khi theo dõi các tập phim truyện Việt Nam, phim truyện nước ngoài cũng như các bộ phim sitcom hoạt hình vui nhộn. Rất dễ dàng để tiếp cận thông tin hàng ngày cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh trên các kênh truyền hình truyền thống và 18 hạ tầng OTT như website tayninhtv.vn, tayninh.tv, TikTok Truyền hình Tây Ninh Giải trí, Tây Ninh TV, Instagram Tây Ninh TV, Tây Ninh TV Podcast, Facebook Fanpage Truyền hình Tây Ninh, Fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube Truyền hình Tây Ninh, Truyền hình Tây Ninh Giải trí, kênh tin tức tiếng Anh và tiếng Khmer Tây Ninh TV Today, Tây Ninh TV Audio, My Clip Truyền hình Tây Ninh, Truyền hình Tây Ninh Giải trí, Thấu lý thấm tình, Giao lộ bình an.
chuyện Đông Tây kỳ thú. Ứng dụng điện thoại Tây Ninh TV. Ngoài ra, quý khán giả còn có thể truy cập vào landing page ttv11.com.vn, ttv11.vn, ttv11.tv và Pinterest, đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Với tần suất hoạt động liên tục, cung cấp nhiều thông tin chính xác hữu ích, đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh đã nhận được sự tin tưởng của người dùng mạng xã hội. Ngày 23 tháng 10 năm 2020, kênh YouTube truyền hình Tây Ninh đạt nút bạc. Ngày 9 tháng 3 năm 2021, TikTok truyền hình Tây Ninh giải trí nhận dấu tích xanh. Ngày 13 tháng 4 năm 2022, fanpage truyền hình Tây Ninh nhận dấu tích xanh, được xác thực là fanpage chính thức của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Để làm được điều đó, mỗi thành viên trong đại gia đình TTV 11 đã đóng góp từng phần việc cụ thể để tạo nên thành công lớn. Giờ đây, khi tất cả đều đang chuyển động, chỉ cần đến một cú chạm trên điện thoại thông minh, quý khán thính giả đã có thể tiếp cận với những điều mới lạ vừa diễn ra. Tải ngay ứng dụng Tây Ninh TV để có thể theo dõi những tin tức mới nhất và xem mọi chương trình ở bất cứ nơi đâu. TTV 11 FM 103.1 MHz, đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh, thông tin đa dạng, bạn của mọi nhà.